Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với mình. Mình là Simon Lab và bên cạnh mình là anh Mai Cổ Trắng. Tụi mình đến từ làng hoa quốc cao. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bài tập đốt calo nhiều nhất từ cái thấp nhất cho tới cái cao nhất các bạn ha. Và mình sẽ có anh Mai Cổ Trắng ở đây làm mẫu với mình. Ok, let's go các bạn. Thì mình biết rất là nhiều bạn rất thích là chọn những cái bài tập đốt cực kỳ nhiên lượng. Ví dụ như hồi đó anh Trắng thì rất là mập, chín mấy ký các bạn. Thì mục tiêu lớn nhất của những bài tập đốt nhiên lượng, bạn sẽ có một suy nghĩ là mình có thể giảm được cân đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái bài tập mà nó hiệu quả nhất để các bạn có thể chọn ra. Thì trước khi các bạn muốn biết được những bài nào đốt calo nhiều nhất á, chúng ta cần phải hiểu những cái tác nhân, những yếu tố nó tác động tới cái việc đốt calo của bạn. Đầu tiên về cân nặng, một người nặng cỡ bây giờ chỉ 80kg như anh Trắng với một người nặng 70kg như mình, thì người nào nặng hơn mà cùng làm thực hiện bài tập thì người đó sẽ đốt nhiều năng lượng hơn. Cái thứ hai về cường độ của buổi tập, cường độ càng cao dĩ nhiên cái lượng calo đốt nó sẽ càng lớn. Ví dụ như thay vì là 20kg mà lên như đây, đây là 50kg các bạn, thì cường độ càng cao thì bài tập đốt nhiều calo hơn các bạn ha. Ví dụ như bài này lên 1, 2, 3, đó, cường độ càng cao đốt được càng nhiều calo. Cảm ơn anh, đúng đi anh. Ôi, chán nhiều lắm. Và yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới cái việc đốt calo của bạn đó là gì? Cường độ bài tập thời gian nó càng dài thì bạn sẽ càng đốt nhiều calo. Ví dụ như bạn chạy bộ 5 phút, dĩ nhiên nó sẽ không đốt nhiều calo bằng chạy 15, 20 phút. Okay. Và cái cuối cùng đó chính là để mình nhớ đã. Cuối cùng là gì? What the hell? Rồi ok. Và cái cuối cùng, bài nào đòi hỏi càng vận dụng nhiều cơ bắp thì càng đốt nhiều nhóm cơ. Mình ví dụ so với bài bicep curl này anh Trắng làm thì nó chỉ yêu cầu mỗi cái bắp tay là chính thôi. Nhưng nếu mà anh thay bằng bài kéo xà thì nó sẽ huy động nhiều nhóm cơ hơn, thì bài kéo xà nó sẽ đốt nhiều calo hơn là bài bicep curl. Ok, đó là những cái bốn yếu tố bạn cần biết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với những bài tập từ thấp nhất cho tới đốt calo nhiều nhất các bạn. Ok, thì bài đầu tiên các bạn, bài đầu tiên mà đốt năng lượng ít nhất đó là bài thiên về gọi là bài những bài phục hồi, hoặc nếu mà chi tiết hơn thì đó là những bài đơn khớp các bạn. Đơn khớp tức là tập chỉ tập trung cho một nhóm cơ thôi. Ví dụ như anh Trắng đang tập cái bài khởi động cho phần vai này, bạn có thể thấy đây, đây là những bài, đây là cái bài tập đốt ít năng lượng nhất các bạn. Tại vì sao? Tại vì nó đánh vào những nhóm cơ nhỏ và với cái cường độ này thì cực kỳ nhẹ các bạn, cực kỳ nhẹ nên nó không đốt quá nhiều năng lượng. Thế nên những bạn nào mà đang bị chấn thương nè, hoặc là những bạn nào muốn trước khi vào buổi tập chính thì khởi động, thì đây là những cái bài làm nóng cơ thể rất tốt. Đó là cái bài đầu tiên trong cái mục lớn là tập đơn khớp, là tập isolation exercise chứ. Rồi, bài thứ hai đốt nhiều năng lượng hơn cái bài này đó chính là bài đơn khớp nhưng mà cường độ nặng hơn xíu. Mình ví dụ anh Trắng làm xuống miệng, anh gặp bụng, rồi cái bài mà tập trung cho một nhóm cơ mà rất là nhiều bạn thích tập đó là bài gặp bụng, anh gặp bụng, em gặp bụng, không đây đá bụng, anh gặp bụng này, gặp bụng quá, gặp bụng biết gặp bụng quá. anh coi như lên xíu rồi, gặp bụng đó là bài gặp bụng các bạn. Thì đây là bài đốt ít năng lượng nhất. Tại vì sao các bạn? Tại vì nó chỉ tập trung cho một nhóm cơ thôi. Và cái lỗi này là cái lỗi rất là nhiều bạn mắc phải khi các bạn tập, đó là các bạn thích tập bài này với cái ảo tưởng một là mình sẽ giảm được mỡ bụng, hai là mình sẽ lên cơ bụng. Ok, bạn chỉ đúng được cái chuyện là bạn lên cơ bụng thôi, còn cái chuyện anh cứ gặp đi còn cái chuyện bạn giảm mỡ bụng thì muôn đời khó đó bạn ơi. Tại vì giảm mỡ bụng bằng cái bài này là đốt ít năng lượng lắm. Ok, thì mình hy vọng là các bạn sau khi coi được clip này các bạn không có tập cái bài nữa. Rồi, cảm ơn Trắng. Rồi, tiếp theo cái bài đốt năng lượng nhiều hơn, thì để mà một cái bài mà đốt nhiều năng lượng hơn, các bạn hãy để ý nè, bài nào làm nhịp tim của bạn càng tăng cao thì bài đó càng đốt nhiều năng lượng. Rồi mình ví dụ bài chạy bộ tốc, chưa thử quá được. Okay. Bài chỉ ví dụ như bài không, thực ra không cần chưa quá đâu anh. Bây giờ anh Trắng sẽ chạy tới, tại vì Noel đó bạn, anh Trắng sẽ chạy tới những con tuần lộc nha. Ở dưới kia là có những chú tuần lộc màu đỏ. Bài mà đốt nhiều năng lượng hơn một xíu đó là bài, nhưng mà đây là vẫn là cường độ nhẹ nha các bạn, cường độ vẫn nhẹ nhưng mà nó đốt nhiều năng lượng hơn, đó là bài chạy bộ các bạn. Anh Trắng chạy
Nhớ bắt con về nha anh. Đó, bạn thấy là sau khi anh chạy một vòng về đơn giản thôi thì nhịp tim anh tăng lên các bạn. Thì cái bài mà làm bạn tăng nhịp tim, ví dụ như là chạy bộ nè, bạn đạp xe nè, bạn nhảy dây nè, là những bài tập đốt rất nhiều năng lượng, nhiều năng lượng hơn so với những cái nhóm bài tập đầu tiên. Ok. Và cuối cùng, cái nhóm bài tập cuối cùng là những cái nhóm bài tập đốt nhiều năng lượng nhất, đó là nhóm bài tập bạn thực hiện những bài tập đa khớp, hay nói chính xác hơn là những bài tập full body. Mình ví dụ như kéo xà. Ok, đây anh chẳng có làm mẫu mà. Kéo xà là một trong những bài đa khớp mà rất là phổ biến. Tại vì sao? Đa khớp tức là nó sẽ tác động nhiều nhóm cơ cùng lúc. Ví dụ như kéo xà đây là tác dụng vào xô lưng, bắp tay, cẳng tay, anh cứ kéo đi. Đó, cẳng tay, và nếu như bạn biết gồng bụng nữa thì nó vào bụng nữa. Rồi kéo xà em xích này, kéo xà em xích này, em xích ra. Chứ như kéo xà kiểu này thì nó sẽ vào bụng nữa các bạn ha. Thì bạn càng huy động nhiều nhóm cơ thì cái bài tập đó càng đốt nhiều calo. Đó là, nhưng mà cái bài này thì cường độ hơi nặng các bạn. Có một cái bài full body khác cường độ nhẹ hơn nhưng mà nó cũng đốt cực kỳ nhiều lượng, đó là bài Bumpy. Ok, rất tốt. Bumpy. Vậy đúng cho chắc nhảy cho tay. Đó là bài Bumpy các bạn. Cảm ơn Jack, vô đi Bumpy. Đó, bài này thì phải nói là chùm đốt năng lượng luôn các bạn ơi. Tại vì bài này rất mệt. Ok. Tại là giơ tay luôn, thì nó giơ tay luôn. Tại sao mình có thể nói là cái bài này đốt nhiên lượng nhất? Thứ nhất, nó đáp ứng được cả bốn yêu cầu của cái mình mới nói trên đầu. Thứ nhất là về cường độ, bài này cường độ khá nặng. Thứ hai, đẩy nhịp tim lên rất cao. Thứ ba, vận dụng hầu hết tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của bạn. Và cuối cùng, nếu bạn tập trong cường thời gian dài thì mặt bạn điểm nhìn trắng. Hầu giờ anh Tát còn tỉnh lắm, tại vì anh quá khỏe rồi. Quéo, quéo. Hồi xưa anh thì quéo. Yeah. Mình chốt lại một cái là nếu bạn muốn chọn những bài tập nào đốt nhiều calo nhất, hãy đáp ứng ít nhất từ 2 đến 3 cái điều kiện vừa rồi. 1. Full body. 2. Tác dụng nhiều nhóm cơ. 3. Đẩy nhịp tim cao lên. Và 4. Có thể khó hơn xíu bằng tăng cường độ. 4 cái lý do, 4 cái yếu tố này nó hợp thành thì nó sẽ ra được cái series không thở được. Chưa? Đó là cái series mà đó giờ anh chắc luôn làm mẫu bạn. Tức là cái series này lúc nào tập xong cũng không thở được cả. Nên bạn hãy khôn ngoan. Và một yếu tố cuối cùng mình muốn hướng dẫn các bạn, mình muốn các bạn hiểu rõ một tí, đó là thay vì các bạn tập trung vào cái việc đốt năng lượng á, mình khuyên các bạn là hãy tập trung xây dựng cơ bắp. Dạ, tại vì sao các bạn? Anh gồng lên em á. Có không? Ok, gồng ngực lên. Ok, hãy tập trung xây dựng cơ bắp bạn. Tại vì cơ bắp mình càng nhiều thì nó sẽ càng cần nhiều năng lượng. Tại vì nó đốt, đây là những cái nhà máy đốt năng lượng tự nhiên các bạn. Nên thay vì giảm mỡ bằng cách tập những bài đốt nhiều calo, hãy tập trung xây dựng cơ bắp. Ok. Yeah. Cơ bắp càng nhiều, xây dựng nó đốt ra nhiều năng lượng. Ok. Rồi, đó là những gì mà mình muốn truyền đạt với các bạn trong cái clip này, rất đơn giản và ngắn gọn. Mình hy vọng là các bạn có thể nắm được cái này và đưa vào trong chương trình tập luyện mình và giúp các bạn tiến bộ nhiều hơn. Nếu trong quá trình tập luyện bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment từ phía dưới hoặc inbox cho mình qua fanpage là Ngọc Cao. Mình và anh Trắng cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Chúc các bạn Noel vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Năm mới luôn đi anh. Noel thôi, để năm mới cho em. Còn cái series không ngủ được nữa. Series không ngủ được, giống không ngủ được rồi. Hay, series không ngủ được, có khen, có phát, có cả anh Thắng Chú Thông đang quay clip nè. Hẹn gặp lại các bạn.